giống như tại chùa Kim Sơn chúng ta là pháp hội nói tránh pháp dạy người cải tà về tránh sau người đến nghe pháp chỉ có hai ba mươi vị đến đây nghiên cứu Phật pháp nếu như mở đại hội ca múa thì sẽ có mấy ngàn người tranh nhau đến thưởng thức biểu diễn những thứ chẳng thanh tịnh, thứ chẳng có ích gì đối với thần tâm, vì tư tưởng của chúng sinh chẳng thanh tịnh nên thích cảnh giới không thanh tịnh. Như Lai mở bảy đường giải thoát, Phật vì những chúng sinh điên đảo này mà mở bày có đường giải thoát khiến cho họ biết để mà đi. Thủ hộ chấp trì ngộ vào được. Vị thân chúng thần thủ hộ chấp trì vào được môn giải thoát này. Tôi quán sức tự tại của Phật, quang bùa pháp giới đều xuống mãn, nơi cung điện vua hóa chúng sinh. Cảnh giới này của phổ hiện thần. Tôi quán sức tự tại của Phật, vị thân chúng thần phổ hiện nhiếp hóa nói, tôi quan sát sức tự tại đại thần thông của Như Lai. Quang bùa Pháp giới đều xuống mãn, đại quang minh từ thân Phật phóng ra đều bùa răng che trùm khắp mười phương Pháp giới, hết thảy Pháp giới đều đầy rẫy quang minh của Phật. Nơi cung điện vua hóa chúng sinh, Phật chủ ở trong cung điện của vua để giáo hóa tất cả chúng sinh. Cảnh giới này của phổ hiện thần, vị thần chúng thần phổ hiện nhiếp hóa, thấu rõ cảnh giới này chúng sinh mê vọng đủ thứ khổ, Phật ở trong đó thường cứu hộ, đều khiến diệt hoặc sinh vui mừng, bất động quang thần quán thấy được. Chúng sinh mê vọng đủ thứ khổ, hết thảy chúng sinh vì điên đảo mà mê mất con đường chân tránh dẫn đến vọng tưởng năng xăng, để dẫy tất cả mọi thứ khổ. Phật ở trong đó thường cứu hộ, Phật luôn luôn ở trong sáu nẻo luân hồi, cứu hộ tất cả khổ não của chúng sinh, đều khiến diệt hoặc sinh vui mừng, khiến cho khắp hết thảy chúng sinh đều diệt trừ mê hoặc mà sinh tâm hoan hỉ vui tươi bất động quang thần quán thấy được vị thân chúng thần bất động quang minh quán sát thấy được môn giải thoát này